chuyến hải trình hàng trăm triệu của những con diều trên bờ biển Đà Nẵng. Nằm trong khuôn khổ lễ hội tận hưởng du lịch Đà Nẵng 2024, Enjoy Đà Nẵng. Những ngày này, hàng chục con diều khổng lồ tung bay tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều du khách và người dân thích thú. Du khách thích thú trước khung cảnh hàng chục con diều khổng lồ tung bay tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ảnh, Thanh Nguyên sự kiện trình diễn diều nghệ thuật với sự xuất hiện của hơn 30 con diều kích thước lớn. Có hình dáng các sinh vật biển độc đáo như bạch tuộc, cá voi, cá đuối và các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Khi đứng dưới những con diều, du khách như đang được chiêm ngưỡng các sinh vật biển bơi lội dưới nước. Cùng với màu sắc rực rỡ, những con diều khổng lồ tung bay trên bầu trời mang đến một không gian đầy màu sắc cho bãi biển Đà Nẵng. Đến thành phố Đà Nẵng du lịch được 2 hôm, anh Trần Văn Thiết, du khách đến từ Hà Nội và gia đình rất thích thú trước cảnh tượng hàng chục con diều khổng lồ tung bay. Đến Đà Nẵng du lịch lần này tôi rất vui vì được tận hưởng không khí lễ hội nơi đây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến những con diều to và đẹp như thế. Hai đứa nhỏ con tôi không chịu rời bãi biển vì quá thích thú với những con diều độc đáo này, anh Thiết cho biết. Đại gia đình anh Trần Văn Thiết vui vẻ check-in với những con diều khổng lồ. Cũng bị thu hút với chuyến hải trình của hàng chục mô hình sinh vật biển bay phấp phới, gia đình chị Lê Thị Trang, du khách đến từ Thanh Hóa, tranh thủ ghi lại những bức hình đẹp với những con diều hoành tráng. Chị Trang cho biết đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của gia đình chị trong mùa hè này. Được biết đây là một trong đội hình diều có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng của anh Trần Duy Phúc. Ngoài là chủ tịch Liên đoàn Diều Thể thao tỉnh Bình Thuận, anh Phúc còn được nhiều người biết đến là một tiktoker chuyên thả diều khổng lồ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phúc cho biết đây là lần thứ hai anh được trình diễn diều nghệ thuật tại Đà Nẵng. Anh hy vọng những con diều mà đội của anh mang đến sẽ để lại ấn tượng trong mắt người dân và du khách. Từ đó giúp du khách có trải nghiệm tuyệt vời hơn khi đến với Đà Nẵng dịp này. Chia sẻ thêm về cách để đưa những con diều khổng lồ tung bay trên bầu trời, anh Phúc cho biết đây là môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người. Vì với kích thước lớn, khi theo gió bay lên, diều tạo ra sức kéo rất mạnh. Ngoài ra, việc thu gọn những con diều này sau mỗi lần trình diễn cũng rất vất vả, khi phải cần hơn 10 người nỗ lực ép hết không khí bên trong ra. Nhiều trẻ em thích thú với những con diều có hình thù ngộ nghĩnh để thả những con diều khổng lồ cần sự phối hợp của nhiều người theo anh Trần Duy Phúc. Mỗi con diều có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.